Hiện tại ở Bưu Hùng Auto sẽ có một chiếc xe là Tucson lên 8B. Thì 8B mình sẽ sử dụng là bi KMR, kích thước của nó là 1.8 inch. Và mỗi bên chúng ta sẽ có 4 bi, ở trên là 2 bi, dưới 2 bi, ở bên 4 bi. Như vậy là hai bên sẽ là 8 bi. Mọi người hãy đợi mình lắp đèn và mình chỉnh xong, sau đó chúng ta hãy cùng nhau test ánh sáng nha. Và đây là cận cảnh của chiếc bi 1.8 inch nha. Đây, 2 bi. Các bạn có thể hình dung 2 bi nằm trên và 2 bi nằm dưới. Ở đây chúng ta sẽ có quạt tản nhiệt nè. Mình sẽ cùng xem ánh sáng trên cái bảng canh đèn nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp 8 bi LED cho chiếc Hyundai Tucson. Và một cụm như vậy chúng ta sẽ có 4 bi LED, 2 bi LED ở trên và 2 bi LED ở dưới. Còn nói về ánh sáng của 8 bi LED này thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa rồi. Khi ở chế độ cót thì bi LED sẽ sáng một lần 8 bi luôn. Nên là ở chế độ pha thì cũng vậy. Mình chú ý một tí là chế độ pha thì mình sẽ hạn chế dùng ở những cái đường thường nào hoặc là đông dân cư. Mình nên dùng trong những trường hợp là đường vắng người, đi đèo hoặc là thiếu ánh sáng. Và anh em lưu ý nha, khi có phương tiện đi đối diện thì mình sẽ tuyệt đối không mở pha nha. Tại vì 8 bi này mà pha cùng một lúc thì không có phương tiện nào mà chịu nổi hết. Và đây là cường độ sáng ở chế độ cót. Bây giờ thì mình sẽ qua chế độ pha cho mọi người xem thử là nó mạnh đến cỡ nào nha. Mọi người nghĩ sao về việc độ 8 bi LED như thế này cho một chiếc Hyundai Tucson? Nếu mọi người muốn tư vấn thêm về bi LED hoặc là các cụm đèn thì có thể comment phía dưới cho 10 Hùng Ô Tô nhé.